thì cứ lên trên đó thôi, nhưng còn anh chưa hồi đó anh làm, nếu mà nó không sang tên nó là lên cơ quan chính quyền yêu cầu người ta giải quyết, còn người ta không giải quyết á ở ngay địa phương luôn. Phước chưa ngủ nữa Phước ơi. Ngon, giờ này ăn bún thịt ngắt nướng là ngon rồi. Ok ok anh biết mà tí ơi. Tụi anh đang đi đường khác rồi Phước ơi. Thôi em ăn đi em ơi. Ok, thank you em. Tính ra là đêm này lạnh hơn đêm hôm qua nha. Anh với cọp đi trong cái đường của đèn 50 á. Trời ơi con trồn nó to. Bắt gì được, trong đường hẻm nó con trồn nó chạy ngang cái khu nghỉ địa đó.
không, nó chạy, nó nếu mà nó chạy ngoài đường chắc cũng bắt được, nhưng mà nó chạy trong đường nó sao bắt được. Ủa nhà em ở đâu á Quỳnh ơi? Tâm lòng hai em này sẽ về đâu? Hai bé này như bữa mình bữa anh với ai ta, anh với Đen luôn không ta, bữa đưa về á, bữa đưa về tới con ghe á. Anh Văn Tứ, chạy tới đầu kia coi khúc cua đi an toàn thế nào cũng quay hướng. Ủa ngay khúc nhà chú Việt đó em. Chưa ngủ nữa mà còn thức vậy.
đi riết là cũng quen rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trồng trọt lắm. Mình thuốc cho người thuốc, người đi thuốc xong rồi bắt đầu nó tập hồi, nó về nó chở thêm người nữa, bắt đầu nó đi bắt thuốc chó là đơn giản mà. Không, nó bạ, nó đi một thằng thôi, nó đi ngang qua thấy chó nó thả thả xong một vòng lên nó chở thêm người nữa thì mình đâu để ý được, mình đâu có phát hiện được, khó lắm. Anh tính nhắn tin lên chỗ trực tiếp nè, anh Tính ơi. Không có chết đây. Bên kia có người mà. Bạ sao vậy? Chín bạ rồi. Bạ rồi. Chín bạ rồi. Bên kia có người mà không biết luôn kìa. Chó này lúc mình đi xuống đâu có đâu. Đó, lúc mình xuống có. Cách xe đi đi. Đây có người này không có nói được nè. Nó bị mấy bạ luôn á. Giờ đưa cho đưa cái bộ đàm đi. Em xuống dưới cái chỗ đó, đứng cái chỗ mình hay đứng á. Nhưng mà thôi đừng đứng đó, ngay chỗ bên tay trái. Không bên kia. Cái chỗ mà có nước mía. Em núp vào trong đó. Cái cây máy thác rút sẵn. Anh trên này anh gọi xuống là chặn. Đưa xe ra ngoài đường đứng nó luôn. Để xe lên này đi. Thôi nhá, giờ đội canh me đã nhá.